Bài thể dục nhịp điệu nữ khối 10 gồm có 16 động tác. Động tác 1, dầm chân tại chỗ. Tư thế chuẩn bị đứng thẳng, hai tay thả lỏng tự nhiên, căng ngực, mắt nhìn thẳng. Nhịp 1, dầm chân trái, đồng thời hai tay đưa trước ngực, bàn tay sắp, mắt nhìn thẳng. Nhịp 2, dầm chân phải, đồng thời hạ hai tay xuống. Nhịp 3, dầm chân trái, đồng thời hai tay dang ngang, bàn tay sắp. Nhịp 4 như nhịp 2. Nhịp 5 như nhịp 1. Nhịp 6, dầm chân phải, đồng thời hai tay đưa lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau. Nhịp 7 như nhịp 3. Nhịp 8, dầm chân phải, đồng thời hai tay hạ xuống. Nhịp 8, lần 4 đứng thẳng, hai tay chống hông, căng ngực, mắt nhìn thẳng. Động tác 2, di chuyển ngang kết hợp với cổ. Tư thế chuẩn bị như nhịp kết thúc của động tác 1. 8 nhịp lần 1 và 3 di chuyển sang trái. Nhịp 1, nhún duỗi gối, đồng thời bước chân trái sang ngang, rộng bằng vai. Hai tay đưa song song trước ngực, bàn tay sắp cúi đầu. Nhịp 2, nhún duỗi gối, đồng thời thu chân phải về với chân trái. Hai tay chống hông, ngửa đầu ra sau. Nhịp 3, nhún duỗi gối, đồng thời bước chân trái sang ngang, tay trái đưa sang ngang, bàn tay sắp, tay phải chống hông, nghiêng đầu sang trái. Nhịp 4 như nhịp 2 nhưng nhìn thẳng. Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4. 8 nhịp lần 2 và lần 4 di chuyển sang phải. Động tác 3, tư thế chuẩn bị đứng thẳng, hai tay chống hông. 8 nhịp lần 1 di chuyển sang trái. Nhịp 1, 2, nhún duỗi gối, đồng thời bước chân trái sang ngang bằng vai. Hai tay dang ngang, bàn tay sấp. Nhịp 3, 4, chân phải đưa ra sau chân trái, mũi chân phải chạm đất, tay trái chống hông, tay phải duỗi thẳng, áp nhẹ vào tai, nghiêng lườn sang trái. Nhịp 5, 6, bước chân trái sang rộng hơn vai, hai tay dang ngang, bàn tay sấp. Nhịp 7, 8, thu chân phải về với chân trái, đồng thời hai tay buông tự nhiên. 8 nhịp lần 2, nhịp 1, 2, khuỵu gối phải, trọng tâm dồn đều lên hai chân phải. Trọng tâm dồn đều lên chân phải, đồng thời chân trái đưa sang ngang bằng gối, nghiêng lườn sang trái, tay trái chống hông, tay phải giơ cao duỗi thẳng, ép nhẹ vào tay. Nhịp 3, 4, thu chân trái về với chân phải, đồng thời hạ tay thành tư thế đứng thẳng, hai tay chống hông. Nhịp 5, 6 như nhịp 1, 2 nhưng đổi bên. Động tác 4, động tác tay ngực. Tư thế chuẩn bị, tư thế đứng cơ bản. 8 nhịp lần 1, nhịp 1, 2, nhún duỗi gối, đồng thời đưa chân trái ra trước, tay trái đưa ngang, bàn tay sấp, tay phải gập trước ngực, căng ngực, mắt nhìn thẳng. Nhịp 3, 4, thu chân trái về thành tư thế đứng cơ bản. Nhịp 5, 6, nhún duỗi gối, đồng thời đưa chân phải ra trước, tay phải đưa ngang, bàn tay sấp, tay trái gập trước, tay trái gập trước ngực, bàn tay sấp, căng ngực, mắt nhìn thẳng. Nhịp 7, 8, thu chân về thành tư thế đứng cơ bản. 8 nhịp lần 2 như 8 nhịp lần 1 nhưng chân đưa sang ngang.
động tác 5, đẩy hông, tư thế chuẩn bị đứng thẳng, hai tay thả lỏng tự nhiên. 8 nhịp lần 1 và 3 di chuyển sang trái. Nhịp 1, 2 bước chân trái sang trái, gối trái hơi khuỵu, chân phải thẳng, đẩy hông sang phải, tay phải chất cao bàn tay hướng sang bên, tay trái chống hông. Nhịp 3, 4 thu chân phải về cùng chân trái, hai tay chống hông, đẩy hông sang trái. Nhịp 5, đẩy hông sang phải. Nhịp 6, đẩy hông sang trái. Nhịp 7, 8, đẩy hông sang phải. 8 nhịp lần 2 và 4, di chuyển sang phải. Động tác 6, động tác vặn mình. Tư thế chuẩn bị đứng thẳng, hai tay chống hông. Nhịp 1, nâng gối trái lên cao, đồng thời đưa chéo sang phải, tay trái đưa tựa dưới sang ngang, bàn tay sấp, mắt nhìn tay trái, tay phải gập cẳng tay trước, bàn tay sấp. Nhịp 2, đặt chân và tay về tư thế đứng cơ bản. Nhịp 3, như nhịp 1 nhưng đổi bên. Nhịp 4, như nhịp 2. Nhịp 5, nâng gối chân trái lên, đồng thời gập ở gối, hai tay đưa thẳng lên cao, ngửa đầu, lòng bàn tay hướng vào nhau. Nhịp 6, như nhịp 2. Nhịp 7, như nhịp 5 nhưng co gối chân phải. Nhịp 8, như nhịp 6. Động tác 7, nhún bật lên cao, xuống bằng một chân, một chân co. Tư thế chuẩn bị đứng thẳng. Nhịp 1, nhún bật nhảy chân phải, đồng thời gập cẳng chân trái ra sau, duỗi mũi chân, vỗ tay, căng ngực, mắt nhìn thẳng. Nhịp 2, bật nhảy về tư thế chuẩn bị. Nhịp 3, như nhịp 1 nhưng đổi chân. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, như nhịp 1 nhưng hai tay dang ngang, bàn tay sấp. Nhịp 6, như nhịp 2. Nhịp 7, như nhịp 3 nhưng hai tay dang ngang, bàn tay sấp. Nhịp 8, bật nhảy về tư thế chuẩn bị. Động tác 8, động tác phối hợp. Tư thế chuẩn bị như tư thế kết thúc của động tác 7. Nhịp 1, 2, đẩy hông sang trái, chắp hai bàn tay vào nhau, gập cẳng tay và đưa bàn tay sang trái. Nhịp 3, 4, như nhịp 1, 2 nhưng đổi bên. Nhịp 5, đẩy hông sang trái, hai tay chắp đưa lên cao. Nhịp 6, đẩy hông sang phải, hai tay dang ngang, bàn tay sấp. Nhịp 7, đẩy hông sang trái, hạ hai tay xuống. Nhịp 8, đẩy hông sang phải và vỗ tay trước ngực. Động tác 9, lưng phối hợp với di chuyển ngang. Tư thế chuẩn bị, đứng thẳng, hai tay chắp vào nhau trước ngực. 8 nhịp lần 1 và lần 3, di chuyển sang trái. Nhịp 1, 2, bước chân trái sang trái rộng hơn vai. Gập thân ra trước, hai bàn tay để sau gáy. Nâng cánh tay lên, căng ngực, ngẩng đầu. Nhịp 3, 4, nâng thân thành tư thế đứng thẳng, đồng thời đẩy hông sang trái, hai tay chống hông. Nhịp 5, 6, như nhịp 1, 2, nhưng hai tay dang ngang, bàn tay sấp. Nhịp 7, 8, thu chân về đứng thẳng, hai tay chống hông. 8 nhịp lần 2 và 4, di chuyển sang phải. Động tác 10, di chuyển ngang, chân chéo sau. Tư thế chuẩn bị đứng thẳng, hai tay chống hông, căng ngực, mắt nhìn thẳng. Nhịp 1, bước chân sang trái rộng bằng vai, hai tay dang ngang, bàn tay sấp. Nhịp 2, chân phải đưa ra sau chân trái,
mũi bàn chân phải chạm đất, hai tay đan chéo phía trước bụng, bàn tay hướng vào thân. Nhịp 3 như nhịp 1. Nhịp 4 gập cẳng chân phải và vỗ tay. Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng di chuyển sang phải. Động tác 11, động tác bụng phối hợp với lườn. Tư thế chuẩn bị như nhịp 8 của động tác 10. Nhịp 1, nhún duỗi gối, đồng thời bước chân trái sang trái một bước, rộng hơn vai và gập thân. Hai tay với thẳng xuống sàn tập. Nhịp 2, nhún duỗi gối, đồng thời khép chân phải về với chân trái, nâng thân, thân đứng thẳng và gập tay trái ra sau gáy, căng ngực. Nhịp 3, khuỵu gối phải, chân trái đưa thẳng sang ngang, tì mũi bàn chân nghiêng lườn sang trái. Nhịp 4, về tư thế đứng thẳng, hai tay thả lỏng tự nhiên. Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng di chuyển ngược lại. Động tác 12, động tác di chuyển chân trái, phải. Tư thế chuẩn bị đứng thẳng, hai tay thả lỏng tự nhiên, căng ngực, mắt nhìn thẳng. 8 nhịp lần 1 và 2 di chuyển chân sang trái, bước chân trái lên và lùi chân phải về. Nhịp 1, bước chân trái lên, chân sang trái khoảng 45 độ, chân phải duỗi mũi chân, hai tay đưa trước, bàn tay sấp. Nhịp 2, bước chân phải lên, tì mũi bàn chân trái, hai cẳng tay gập trước ngực, bàn tay sấp. Nhịp 3 như nhịp 1. Nhịp 4, bật nhảy, đồng thời khép chân và vỗ tay. Nhịp 5, bước chân phải về sau, hai tay đưa trước. Nhịp 6, bước chân trái về sau, hai cẳng tay gập trước ngực. Nhịp 7 như nhịp 5. Nhịp 8, nhảy thu chân trái về và vỗ tay. 8 nhịp lần 3 và 4, di chuyển chân sang phải, bước chân phải lên và lùi chân trái về. Riêng nhịp 8 lần 2 hoặc lần 4, sau khi nhảy thu chân về, hai tay chống hông. Động tác 13, chạy tại chỗ. Tư thế chuẩn bị đứng thẳng, hai tay chống hông, thân thẳng, mắt nhìn thẳng. Nhịp 1, chạy lăn cẳng chân trái ra sau. Nhịp 2, chạy lăn chân phải ra sau. Nhịp 3 như nhịp 1, nhịp 4 như nhịp 2. Nhịp 5, duỗi chân trái sang trái, khuỵu chân phải, nghiêng người sang phải, đồng thời vỗ tay. Nhịp 6, thu chân trái về tư thế đứng thẳng, hai tay thả lỏng tự nhiên. Nhịp 7 như nhịp 5 nhưng đổi bên. Nhịp 8 như nhịp 6. Động tác 14, động tác đứng kiện gót. Tư thế chuẩn bị đứng thẳng, hai tay thả lỏng tự nhiên, căng ngực, mắt nhìn thẳng. Nhịp 1, nhún gót, đồng thời bắt chéo hai tay phía dưới. Nhịp 2, nhún gót, hai tay bắt chéo đưa ra trước, ngang ngực. Bàn tay sấp. Nhịp 3, nhún gót, hai tay bắt chéo đưa lên cao. Nhịp 4, nhún gót, hai tay mở sang ngang, bàn tay sấp. Nhịp 5, bước chân trái sang trái, hai gối khuỵu, hai cẳng tay gập song song trước ngực, hóp ngực, cúi đầu. Nhịp 6, mở hai cánh tay ra, đồng thời thu chân trái về với chân phải. Nhịp 7, 8 như nhịp 5, 6 nhưng đổi bên. Động tác 15, chân trái và nâng đùi ra trước, hai cẳng tay gập trước ngực. Nhịp 2, bật nhảy, đồng thời duỗi cẳng chân ra trước, hai tay dang ngang. Nhịp 3 như nhịp 1,
nhịp 4 bật nhảy, đồng thời thu chân trái về, hai tay giang ngang, bàn tay sấp. Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi chân. Động tác 16, phối hợp và kết thúc. Tư thế chuẩn bị như nhịp 8 của động tác 15. Nhịp 1, nhún duỗi gối, đồng thời bước chân trái sang trái rộng bằng vai, hai tay giang ngang, bàn tay sấp. Nhịp 2, bước chéo chân phải qua chân trái, tì bằng mũi bàn chân, hai tay đan chéo phía dưới, lòng bàn tay hướng vào nhau. Nhịp 3, đưa chân phải về vị trí như nhịp 1, tì bằng mũi bàn chân, hai tay giang ngang, bàn tay sấp. Nhịp 4, như nhịp 2 nhưng đổi chân. Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4.